Chào các bạn, mình sẽ review tiếp cái video buổi sáng nha, hay là buổi trưa. Hiện tại đây là chú mình, cậu mình, ngoài người miền Nam gọi là chú, nhưng mà miền Trung, miền Bắc gọi là cậu. Người dân tộc mình gọi là gì? Tế. Đó. Câu từ sáng giờ thì được cũng vài ba con thôi, mà. Một xíu à. Nước rất là xiết, rất xiết dữ lắm mà. Thấy không? Nước chết quá trời nước luôn, đi từ sáng giờ mà không có điểm nào để câu được cá cả, nước quá nhiều nước. Bên đây chắc là thất bại rồi, mà nhìn với cái khuôn mặt nét mặt của ông cậu hồi nãy thì các bạn đã thấy rõ cái sự cực nhọc, cực lực, bất lực với dòng nước này rồi đó. Nhìn khuôn mặt của cậu kìa, khuôn mặt đầy lo lắng. Nước quá nhiều, bây giờ không thể nào đi về, cũng phải cố gắng hết bữa nay đi kiếm vòng vòng những cái cù lao hoặc những cái hốc đá để tiếp tục ngồi câu cho hết ngày bữa nay nha. Nước chảy xiết quá, câu từ sáng giờ nhưng mà chưa có con cá nào, vài ba con cá nhỏ nhỏ, nước quá nhiều. Chỉ là câu cá và ngắm nước thôi, hiện tại giờ chưa có cái thành quả gì, con cá gì để hấp dẫn để chiếu quay cho các bạn xem. Thì hiện tại thật chắc ra mình làm video này bằng những cái điện thoại smartphone cỡ trung thưa mà, cho nên là đôi lúc cái hình ảnh quay cũng như cái việc quay nó cũng không được rõ lắm. Hoặc cái tay nghề mình điều chỉnh này kia rồi đó, nó chưa có được hiện đại. Thì mấy mốt khi mà có tiền thì mình sẽ mua một máy quay đẹp hơn, mình sẽ quay, mình làm video cho nó rõ ràng hơn để các bạn có thể dễ dàng nhìn rõ những cái hoạt động cộng đồng người dân tộc châu Âu của mình nha các bạn. Tại vì mình sẽ dùng smartphone rất bình thường thôi, nên là các bạn thông cảm dùm nhé. Nước chảy xiết quá. Có câu cấm rồi nhưng mà cá chứ. Đó, khuôn mặt con cậu nè, chúng ta cậu bôn nè, chuyên dạy câu cá nè, cũng phải bó tay nữa. Nước mùa này, nước phía trên cái gì có mưa gì nó sao chảy quá trời chảy luôn, thấy nước không thấy cá. Ở phía bên kia là rừng của Đồng Nai đúng không, kia sông của Đồng Nai, đây là Bình Thuận. Phía Đồng Nai thì cũng còn rừng, cái cá nữa số bốn đang hỏi ông cận có cá không, à nói là không có. Cái hôm kia là rừng của Đồng Nai nhé, bên Định Quán, phía Định Quán. Có gì nữa, khi thác này khi mùa mưa mùa nắng các bạn thì mình có thể đi qua bên Đồng Nai luôn đó. Đi bộ qua nước cho mình tới đầu gối à. Hoặc video này kết thúc nha các bạn, buổi chiều mình sẽ quay lại cái cảnh chú cậu mình câu được cá nha các bạn. Chào các bạn, chúc bạn xem video vui vẻ.